Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Tiết lộ cách để an nguy mang bầu với người yêu đồng giới dù cả hai là nữ. Vừa qua, thông tin an nguy thông báo có con với người yêu đồng giới Alex khiến dư luận xôn xao bàn tán. Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người tỏ ra thắc mắc vì cách để cặp đôi có con chung với nhau. Sự tò mò càng được đẩy lên cao hơn khi tình đồng giới của An Nguy viết trên trang cá nhân rằng sau nhiều năm cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi. Theo các chuyên gia, khác với người đồng giới nam bắt buộc phải tìm người mang thai hộ nếu muốn có con, thì đồng giới nữ có phần dễ dàng hơn khi tự mang bầu bình thường, chỉ cần sinh tinh trùng. Cụ thể có 3 cách để mang thai đối với người đồng tính nữ như sau. Cách thứ nhất, thụ tinh nhờ người mang thai hộ. Trường hợp này cũng giống như đồng tính nam. Đây là phương pháp sử dụng ống tiêm đặt tinh dịch vào âm đạo để mang thai. Người mang thai hộ có thể là người quen biết hoặc người ẩn danh. Cách thứ hai, thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Đây là phương pháp được biết đến bằng việc sử dụng thuốc sinh sản để nhân giống sự phát triển của trứng trong buồng trứng của một người. Tại thời điểm chính xác nhất, trứng chiết xuất ra sẽ được xử lý trong ống nghiệm, qua những quả trứng được xem là trưởng thành sẽ được thụ tinh trong đĩa Petri bằng cách tiêm vào tinh trùng. Phôi sau đó sẽ được tiêm vào tử cung người mang thai và không gây đau đớn. Cách thứ ba, thụ tinh trong tử cung. Đây là phương pháp tiêm tinh trùng vào bên trong tử cung bằng ống thông được dẫn qua cổ tử cung. Đối với mối quan hệ đồng tính nữ, một trong hai người phụ nữ có thể cung cấp trứng để người còn lại mang bầu. Điều này sẽ cho phép cả hai cùng tham gia quá trình mang thai. Quá trình này tạm gọi là IVF đối ứng. Trong đó, trứng của một người phụ nữ được thu hoạch và sau đó thụ tinh bởi một người hiến tinh trùng vô danh hoặc quen biết, sau đó đặt phôi vào tử cung được chuẩn bị nội tiết tố của người phụ nữ còn lại. Việc mang thai này không cho phép em bé chia sẻ vật chất duy truyền với cả hai bà mẹ, nhưng chia sẻ trứng là cách cả hai người phụ nữ đều tham gia vào thai kỳ. Cuối cùng, phụ nữ có thể dùng tinh trùng nhân tạo, IVF bằng trứng và tử cung của chính họ, hoặc IVF với trứng và tử cung của bạn tình. Từ những cách trên có thể thấy, ưu và nhược điểm của phương pháp, An Nguy và Alex được cho là đã sử dụng phương pháp mang thai trong tử cung, tức là một trong hai người sẽ cung cấp trứng để người còn lại mang thai. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.